này. Em là người đi bộ. Anh ơi, em là người đi bộ. Em đi qua đây thôi. Okay. Em thấy trạm ở đây. Okay. Nhà em ở dưới này này. Đúng rồi. Nhà anh lên đường rồi. Nhà em dưới cái kia. Em thấy ở đây đông vui. Em lại xem. Anh cũng thấy vui. Anh thấy vui không? Vui quá. Tí chứng minh chứ vui của nhau đi. Ok. Vui thì mới ra vui đây. Vui nhờ. Nhưng mà thằng mắt cận nó láo toét với em. Đâu? Không. Các đồng chí. Thằng mắt cận. Các đồng chí. Không, thằng này cũng là thằng mắt cận. Đúng rồi. Nó không đeo kính áp tròng. Đúng, chuẩn luôn. Thằng này, mày mắt cận nhưng mày không đeo kính áp tròng đúng không? Đúng. Chị đứng là thầy bói luôn, chuẩn luôn đúng không chị? Tao bắt mạch luôn. Đó. Thằng này, thằng nào? Tao quen thằng này. Ủa mày chính sao nó tầm đang ma bắt rồi ấy. Anh ơi đừng đùa. Tầm cỡ của tao không quen thằng này. Đấy. Ủa mày. Mày là thằng nào? Chị kiếm sao ấy. Mày là thằng nào? Em ơi. Mày là thằng nào? Đi đây. Không. Đi ra đây chị kiếm sao ấy. Không. Tao lên cái rất là đẹp. Mày em mày đừng đùa tao. Cảnh nó rất là đẹp. Tao đi kết quốc rồi. Em chở chị về. Anh nhỏ. Nha, anh nhỏ. Đừng mệt anh nói xong. Ôi, mẹ chị bị bỏ hơi à. Mình đi đâu với chúng nó luôn. Càng đét.